và các bạn, sau 5 ngày tranh tài quyết liệt thì cuối tuần vừa qua giải vô địch mây toàn quốc năm 2017 cũng đã chính thức khép lại. Giải đấu năm nay ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt về khâu tổ chức cũng như là sự chuẩn bị chu đáo của các đoàn. Tuy nhiên, những trận đấu chung kết được chờ đợi của những võ sĩ hàng đầu như là Nguyễn Trần Duy Nhất hay là Võ Văn Đài đều không diễn ra do đối thủ bỏ cuộc. Đây là điều khá đáng tiếc đối với người hâm mộ. Giải đấu năm nay cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các đoàn như Bộ Công an và Bình Dương. Họ đã tạo sự cạnh tranh quyết liệt đối với hai đơn vị mạnh là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, sau 3 ngày thi đấu, Bình Dương và Bộ Công an đã giành đồng hạng 3 với 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Về nhì là đơn vị Hà Nội với 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Và vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có sự góp mặt của các võ sĩ hàng đầu Việt Nam như Duy Nhất, Văn Đài, Hoàng Đức. Họ đã thi đấu xuất sắc, giúp Thành phố Hồ Chí Minh đạt 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, bỏ xa các đội xếp sau và giữ vững thành tích 7 năm liên tiếp giành ngôi vô địch. Ở nội dung chung kết trẻ, đoàn Thanh Hóa đã thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ khi giành ngôi vị nhất với 5 huy chương vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về nhì với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Giải vô địch Muay toàn quốc 2017 quy tụ 205 vận động viên đến từ 18 đoàn trong cả nước. Đây là cơ hội để ban tổ chức tuyển chọn những gương mặt xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới. Gần nhất là SEA Games 29 được tổ chức tại Malaysia.